Welcome back to my channel Cường Can Cook Official. Hôm nay thì mình sẽ ăn món là cơm chiên dương châu cho mình làm nha các bạn. Thì cơm chiên dương châu này mình làm đơn giản thôi, trong tủ lạnh là mình có cái gì là mình sẽ làm cái đó. Thì thứ nhất là phải có cơm nha. Thứ hai là có chả lụa. Thứ ba là có phần cà rốt. Rồi, còn phần ăn rau củ kèm theo mình sẽ có phần dưa leo với lại cà chua thôi. Và nước chấm thì mình chỉ cần ăn phần nước tương cộng với lại phần ớt sắc và vậy là thấy ngon rồi. Và trước khi ăn thì mình sẽ quất một miếng dưa hấu nha. Đây hôm nay là chưa có ăn dưa hấu. Này dưa hấu mình để tủ lạnh nguyên một trái luôn, sau đó mình cắt từng khoanh ra, mình cũng xẻ cái miếng này, đường này sẵn nè, rồi nguyên một đường xong cắt khoanh khoanh để tủ lạnh, khi mà ăn á chỉ cần lấy một khoanh ra vậy là mình sẽ ăn thôi. Ăn xong là xong, nhanh gọn lẹ luôn nha các bạn. Mình sẽ ăn trước khi mà mình ăn cái này, ăn món chính. Ngon ngon dưa hấu này á, mà mình mà đi trời nắng hay gì ở ngoài mình vô mình quất một miếng dưa hấu mà mắt lạnh như này ăn là phê luôn. Và hồi xưa á mình thấy dưa hấu là mình thấy tết, có nghĩa là tết mới có dưa hấu ăn nha. Tết là có dưa hấu bánh tét rồi củ kiệu á, rồi thịt kho hộp vịt với lại hủ qua. Nhưng mà thật sự bây giờ đời sống mình nâng cao, nhà nào cũng vậy, thì những cái gì mà ngày xưa tết được ăn thì bây giờ mình ăn mỗi ngày luôn cũng được, có nghĩa lúc nào mình cũng thấy hết, nó nhiều quá quá miếng. Bây giờ đó là mình tới món chính của mình. Đây, nhìn rất là ngon, nhưng mà thường thường mình làm thì lúc mà mình cũng khen ngon ấy. Chứ mình làm YouTube mình nấu đồ ăn mà mình không khen ngon, mình nấu mình không khen nữa, ai khen mình đúng không các bạn? Nó là miếng cơm. Cơm chiên mà để cơm chiên mà nó rời á, tương hộp á, và nó có độ giòn nhất định á. Thứ nhất là mình phải làm cơm nguội nha, làm từ cơm nguội, cơm chiên lúc nào phải làm từ cơm nguội nó ngon. Còn cơm nóng chiên thì nó sẽ bị bết dính. Cơm chiên mình cũng làm đơn giản à, để dầu sâu vô, xong mình để cơm vô mình chiên. Mà trước khi mình để cơm vô á, thì mình cháy qua tỏi. Sau đó là tất cả các nguyên liệu mình sẽ cắt hộp lụt. Ví dụ như là hộp xưởng nè, chả lụa nè, đậu Hà Lan nè, đậu Cô Ve nè, đậu que á, chứ mình nói Cô Ve là nghe nhầm. Rồi biết ra nghề, cái nghề nói chung là ra không phải là ra một cái loại trái đi ăn, mà thành ra một là cái nghề khác, cô que nha. Rồi mình nổi vô mình xào, xào xong chín là mình nhắc xuống thôi. Rồi mình bỏ cái cà rốt nữa, rồi bỏ miếng hành với miếng tiêu rắc lên, vậy là xong. Cái này ngày xưa mình ăn cái món này rất là nhiều, nhưng mà không phải là cơm chiên trong mà gọi là cơm chiên mẹ mình làm. Tức là chiều mình nhà ăn xong thì lúc nào cũng còn lại một phần cơm, thì đó gọi là cơm nguội á. Sáng ngày hôm sau là cơm nguội đó biến tấu thành là cơm chiên. Thì hồi xưa chiên bằng là mỡ heo rồi tép mỡ, rồi sang sang nữa quất vô miếng phần trứng nữa, là đi học ăn xong đi học vô đặn mỗi ngày luôn. Đang ăn mà thấy thiếu thiếu gì nhớ là thiếu viên nước. Mình ngồi mình ăn mà có phục vụ văn nghệ luôn nha mấy bạn, hàng xóm ta vẫn còn yêu đời, ta vẫn hát nhạc sống cải lương luôn mấy người chứ. Hồi còn mình còn nhỏ mình nói miền Tây nghe cải lương hát luôn, đó là chưa cũng chưa tự nhiên chưa cái lo phát thanh của xã mất cả cổ cho nghe, bởi bất kỳ người miền Tây nào cũng biết ca cổ hát được không là một chuyện. Nhưng mà nghe cái điệu ca cổ làm từ nhỏ xíu ấy, mình phải lúc đó mình ghét lắm. Nhưng mà sau này lớn ấy, gọi là già cái tự nhiên nghe nó, mình cũng không biết hát gì nhưng mà nghe nó hay, giống như nó thấm. Chứ chưa ngồi mà nghe ca cổ là tự nhiên ghét rồi, rất là kỳ cục. Giờ đổi rồi, kệ người ta, chiều trời mưa rồi cơm nguội thì nấu từ trưa mà chưa làm gì hết, rồi làm biến rã đông thịt ra để kho, làm này làm kia xào ăn. Nên không suy nghĩ, làm này nhanh nhất, đúng làm 20 phút xong. Này cà, ngày uống trà chanh, ngày uống trà tắc, uống trà gừng, nay uống trà xả nha. Mình là không thích ăn cà chua nha, rất là ghét luôn. Ăn dưa leo được, nhưng mà phải ăn, có nghĩa là không thích nhưng phải ăn. Phải sống vợ, già có nhiều chuyện không có như ý của mình, nhưng bắt buộc mình phải làm. Không muốn làm cũng phải làm. Dạng như các bạn có nghĩa câu gì? Tự nguyện bắt buộc không? Hai từ liền kề nghe có phải gì? Tự nguyện bắt buộc tức là bị ép á. Nhưng nó bị ép thì nó liễu á, phải nó tự nguyện, mà càng không tự bắt buộc. Mình gán ăn này bây giờ nhìn cái dưa hấu rất là kích thích, mình rất là ngon ăn cái dưa hấu này. Cuối cùng á thì cũng ăn hết dĩa. Nhà bên cạnh ta hát ta cỏ lớn mà mình đóng cửa vậy không nghe, không lòng cho bộ. Bình thường á mình thích ăn chả mỡ hơn, nhưng mà mua không có, giờ dịch đi xa không được, đi mua gần. Chứ mình thích ăn chả mỡ nha. Bởi tụi nó mập mà thích ăn mỡ đó vậy. Biết cái nào hết chứ. Đi về quê khi nhà quay clip cho mấy bạn coi, quá trời cái để quay. Tự nhiên lập kênh YouTube ngang mùa dịch, đúng ngang trái. Cảm giác là được ăn cái gì hấu nữa, nó ngon. Giống như là tìm được chân lý sau khi ăn phần cơm. Phải để cái gì hấu trước mặt để có động lực ăn hết phần cơm.
Các bạn thấy hai sự khác biệt không? Đối với bạn biết là gì? Đây là phần dưa hấu ăn thường ngày trước khi có dịch, tức là cạp dục. Còn đây là miếng dưa hấu từ khi có dịch. Cái gì cũng tiết kiệm đó, tới nỗi miếng dưa hấu mà cạp ăn tinh luôn. Đó là sự khác biệt trước và sau dịch. Rồi, mình đã xong phần cơm và phần một phần dưa hấu. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình nha, để mình có động lực mình làm thêm nhiều video clip cho mấy bạn nữa. Kênh của mình là Cường Can Cook Official nha các bạn. Xin chào.